Đầu tiên xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với chuyên mục Cà phê sáng. Kính thưa quý vị, chúng ta đang ở thời gian cao điểm của mùa cưới và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về phong tục cưới của người Nam Bộ xưa. Một lễ cưới người Nam Bộ xưa thường thường phải trải qua lục lễ, có nghĩa là 6 lễ. Đầu tiên là lễ giáp lời hay là còn gọi là lễ dạm, lễ thông gia, lễ cầu thân, lễ đính hôn và cuối cùng mới là lễ cưới chính thức. Nhưng mà ngày nay thì do cuộc sống hiện đại và mọi người cũng đơn giản bớt, cho nên là người miền Tây ở một số nơi cũng đã giảm bớt đi một số lễ. Và ngày hôm nay thì chúng ta cũng chỉ tìm hiểu về hai lễ chính trong cái lễ cưới, đó chính là lễ rước dâu và lễ lên đèn. Đầu tiên là lễ rước dâu. Hôn lễ chính thức phải được cử hành trước bàn thờ tổ tiên ở trong nhà. Và bàn thờ thì phải có đủ hương đăng hoa quả. Họ hàng nhà trai khi đến nhà gái thì phải có người làm mai đi đầu. Lễ vật thì gồm có trái cây, bánh trái và trầu cau. Đặc biệt là phải có một cặp đèn cầy lớn do nhà trai mang đến và phải khớp với cái bộ chân đèn của nhà gái. Đây được xem là một nét rất là linh thiêng của người Việt Nam. Đại diện của nhà trai sẽ kính cẩn cúi đầu mời đại diện bên nhà gái uống rượu, uống trà và ăn trầu. Hai bên sẽ cùng bàn bạc với nhau vài chi tiết, tặng nữ trang, tiền mặt. Và khi trưởng tộc nhà gái tuyên bố là xin làm lễ lên đèn thì lúc này cặp trai gái chính thức trở thành vợ chồng của nhau. Và khi mà nhà trai mang đến hai ngọn nến thì hai ngọn nến sẽ được để lên trên bàn thờ. Và khi mà làm lễ rước đèn thì hai bên sẽ đại diện là người lớn nhất trong nhà sẽ cầm hai ngọn nến để mồi và cô dâu chú rể thì đứng hai bên cúi đầu im lặng rất là trịnh trọng. Hai ngọn nến được đốt từ lửa của cái đèn trứng vịt nhỏ của bàn thờ. Người làm lễ áp sát hai ngọn nến vào nhau bằng bàn tay của mình giống như là đang khấn vái vậy. Và khi lửa đã cháy đều rồi đó, thì ông này mới từ từ dang cánh tay ra trao hai ngọn nến này cho hai người trợ lý để cắm vào chân đèn. Và khi mà ngọn nến cháy đều đều thì sẽ biểu hiện đó chính là một cuộc hôn nhân đầy đủ hạnh phúc. Còn nếu như mà để cho ngọn lửa cháy một bên cao, một bên thấp thì mọi người sẽ kháo nhau là chú rể này sẽ rất là sợ vợ. Còn người ta đặc biệt rất là kiêng kỵ là không được để nến tắt. Do đó có nhiều người kỹ tới mức mà khi mà lễ rước đèn bắt đầu thì tất cả mọi người rủ nhau đi đóng tất cả các cửa sổ lại bởi vì sợ gió làm cho cái đèn bị tắt đi. Nhất là ngày nay thì đèn được làm từ hóa chất, không có làm bằng sáp ong cho nên là rất là dễ tắt. Cho nên mọi người cần phải tắt ngay cả quạt máy nữa.